Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mình là Hana Giang Anh, tên thật là Nguyễn Đăng Hương Giang và nghề nghiệp của mình là làm huấn luyện viên cũng như là làm fitness influencer ở trên mạng, tức là người tạo các content từ khoảng 5 năm rồi. Thật ra là có theo dõi cái kênh YouTube của Hana, rất là nhiều cái bài tập mà rất là có ích cho những người mà cần phải giữ dáng, đặc biệt là những bà mẹ sâu xanh. Nhưng mà thật sự là chưa có tập được bài nào hết. Trời ơi, chị là một trong số những người comment vào bảo là tôi đã xem hết nhưng mà tôi vẫn nằm xem. Thôi bây giờ chúng ta làm quen với nhau bằng cái câu chuyện mà lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình mang thai nó như thế nào. Lần đầu tiên khi em biết tin em mang thai là cái hôm đó em nhớ là em đi khám phụ khoa. Đến lúc mà siêu âm đầu gió ấy, thì bác sĩ bảo là ô chúc mừng nhá, có tim thai rồi này. Thế xong rồi là em bảo hả cái gì bác, một cái kết luận không hề nằm trong cái sự chờ đợi. Em sợ lắm, mắt em tròn ra, xong bác sĩ bảo ô có tim thai rồi, chúc mừng, không vui à, không thích à, không biết à. Ở lúc đó bà ngơ ngác đến mức bác sĩ nhận ra luôn á. Bà đi khám phụ khoa chứ không phải là bà khám thai. Trời ơi, em giật cả mình. Thì lúc đó là em với cả chồng em hiện tại là đã gặp nhau được khoảng gần 1 năm, khoảng 6 tháng. Và bọn em có quyết định là sẽ cưới nhau. Nhưng mà em nghĩ là anh ấy thì là muốn, nhưng mà em thì chưa chắc chắn lắm. Sau đó em gọi điện cho chồng em đi vào một lớp. Sau em gọi điện cho chồng em. Em gọi xong em bảo anh ơi, sao em im, em có thai rồi. Xong rồi ở bên kia không nói gì cả, 15 giây im lặng. Xong anh hỏi em là một câu và lúc đấy em giận lắm luôn. Anh bảo là ơ thế bây giờ em tính thế nào. Câu đó là cái trời ơi em giận lắm, em giật máy luôn. Em nghĩ trong đầu tính thế nào còn tính thế nào nữa. Lúc đó mình đang rất là sốc với chị. Chắc chắn là mình sẽ nghĩ là ôi anh hạnh phúc quá, xong nước mắt anh rơi. Lại là phim hạt, lại là cái kịch bản rất cũ kỹ. Nhưng mà ai cũng muốn thế đúng không ạ? Rồi sau đó thì như thế nào? Về gặp nhau thì sao? À sau đó thì bọn em nói chuyện với cả hai gia đình. Và bọn em book lịch để chuẩn bị đám cưới luôn. Mà đến lúc mà có em bé rồi thì mang thai thì em phải thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình để cho nó phù hợp với cả em bé. Tuy nhiên là cái quá trình mang thai của em nó cũng khá là khác với các mẹ khác. Bởi vì em là huấn luyện viên thì cái nghề nghiệp của em là vẫn là đi dạy hàng ngày. Đó thế nên là vừa vác cái bụng bầu và em vẫn đi dạy hàng ngày cho đến ngày cuối cùng, mà ngày cuối cùng của tuần cuối cùng của thai kỳ thì em mới nghỉ dạy và em vẫn đi tập. Rồi bây giờ trong cái quá trình mang thai, mình vừa mang thai nè rồi vừa đi tập cho người khác như vậy, nó có ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe? Có khi nào mà trong cái quá trình thai kỳ nó làm cho mình bị stress không? Em không chỉ dạy yoga mà em là huấn luyện viên Group X thì khi đó em sẽ dạy rất là nhiều, bao gồm có cả các lớp nhảy, các lớp tập cơ, các lớp tập bụng, các lớp yoga, các lớp pilates, cả tập tạ nữa. Thì khi mà tập những cái đấy, em có cảm giác là em không cảm thấy bị stress gì hết, em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì cái công việc hàng ngày của mình nó vẫn được tiếp diễn, mình vẫn sinh hoạt bình thường, mình vẫn đi chơi, đi nhảy đầm, đi múa may, đi cà phê với bạn bè, đi tập luyện. Chỉ có những cái lúc stress duy nhất đấy là những cái lúc mà gần cuối thai kỳ, lúc đấy bụng mình nó quá to rồi, mình không thể nào mình vẫn sinh hoạt như ngày xưa được nữa, thậm chí đi là chân nó phải tách ra hai hàng và đi nó lặc lè như con vịt á. Đúng, chồng em bảo là em không còn như ngày xưa nữa rồi, ngày xưa tung tăng lắm mà. Em nghe em buồn lắm. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua Fanpage Chat với mẹ bình sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Tính ra cô này là thai kỳ rất là khỏe khoắn luôn. Đúng, không rồi. Có bị ngén, không bị vấn đề gì hết. Thai kỳ rất là vui. Vậy thì đi sinh có vui vậy không? Cái ngày cuối cùng mà khi mà em chuẩn bị ra máu báo á, là vợ chồng em vẫn hẹn bạn bè đến nhà để xem bóng đá. Chồng em đang xem thì em đi lên trên nhà khoảng 1 giờ đêm, thế em mới ôi trời ơi có máu rồi. Chết rồi. Là có đúng cái ngày dự sinh không? Không ạ, nó chậm hơn ngày dự sinh một chút. À. Thì là trước đấy vẫn chưa thấy có máu gì cả, thì chồng em đã đưa em đi bác sĩ để bấm huyệt để cho nó nhanh hơn. Thế là ngay tối hôm đấy là ôi trời ơi có máu rồi, thế là sợ quá. Thế xong hai vợ chồng bảo ôi thôi bạn bè đi về đi để vợ ta lên ngủ. Đi ngủ. Thì sao em báo bấu thì phải là alo điện thoại taxi 115 đồ các kiểu. Em nghĩ là chưa cần thiết đến như thế, tại vì bọn em lên trên mạng đọc thì bọn em thấy là đếm số lần đau, nếu mà 10 phút đau một cơn thì tức là lúc đấy mình đi vào bệnh viện.
Trời ơi, nó không phải cái cơ địa nào cũng vậy. Xong rồi đến 3 giờ sáng thì bắt đầu đau nhanh hơn. Thì bọn em đi đến bệnh viện ở gần nhà bố mẹ đẻ em. Thì bọn em cũng không đi thẳng ở bệnh viện mà đi về nhà bố mẹ để định ngủ nốt đến 5 giờ sáng. Để ngủ nốt. Trời ơi, em phải rất là coi như trọn vẹn một đêm ngủ vậy em mới chịu luôn á hả? Làm gì làm nha. Ngày mai đi đẻ là đêm nay là vẫn phải ngủ đủ giấc nha. Không thể nào mà cắt cơn ngủ được. Sau đó bố mẹ em đuổi em vào bệnh viện. Bố mẹ em bảo là mày bị thần kinh à. Và bố mẹ em đuổi hai vợ chồng em vào bệnh viện. Đi vào em vẫn còn ôi dồi, cho người ta ngủ nốt đi. Mệt thế nhở. Không ngủ nó sao mà đẻ. Thế là xong rồi em đi vào. Vào bệnh viện thì đấy cũng đúng như dự đoán là em phải chờ tận một ngày thì tử cung mới mở hết. Và lúc đấy em rất là đau. Em thực sự là em đau đến nỗi mà em muốn nôn ra. Em nôn ra nhiều lắm. Xong rồi em đi ngoài nữa. Nó bị làm kích thích cả cái hệ tiêu hóa của em. Nó đảo lộn á. Và sau đó thì đến lúc sinh. Lúc sinh thì được cái là cơ bụng em quen tập cơ bụng rồi thì có cơ trọng tâm ở trong này này, nó liên kết với cơ sàn chậu, thì em dặn một cái. Bác sĩ bảo nào dặn thử đi. Thì em dặn một cái thì là nó tay ra. Em bây giờ ôi cả ekip đi vào. Đỡ ngay. À có nghĩa là ekip chưa kịp vô luôn. Em bây giờ là xong rồi. Bác sĩ bảo thở thử đi, bây giờ bác dậy nhá. Hít vào như thế này này. Không thở ra nén cái cơ bụng lại. Dặn ra. Bà thở xong cái nguyên ekip bị chùm mền luôn vậy đó, bị phủ đầu luôn. Nói chung rất là vui. Sau kỷ niệm đó thì em cũng kể với mọi người là các mẹ chuẩn bị đi sinh thì nhớ tập thở và tập cái cơ sàn chậu này, nó giúp mình rất tốt trong cái lúc mà mình sinh. Khi mà lần đầu tiên em nhìn thấy em bé và ôm con, lúc đó cảm giác em như thế nào? Ôi giời ơi, sướng lắm đúng không? Dạ không. Hả? Em không có mối liên kết nào với con của em cả. Em không hiểu sao các mẹ khác thì thấy từng mẫu tử thiêng liêng thế, nhưng mà lúc mà nó chui ra em chỉ có đúng một cảm xúc đấy là xong rồi mặt em đần ra, em không nghĩ được gì hết, em có cảm giác là ôi nhẹ bỗng, chỉ đúng một suy nghĩ đấy thôi. Xong rồi mẹ em ấy, cái lúc mà em bé sinh ra thì lúc đấy là chuẩn bị dặn phát là em có cảm giác là em đuổi chồng em ra ngoài, em bảo là gọi ngay mẹ em vào đây. Tại vì lúc đấy em rất là sợ, em có cảm giác như là người đàn ông người ta không phải là mình nên người ta không hiểu được cái cảm giác đấy, nên em cần mẹ em. Thế xong mẹ em vào, mẹ em lấy cái điện thoại thế này, nào dặn đi, chuẩn bị dặn lại 1, 2, 3. Bà phải rất chất. Mẹ em không hề an ủi em một câu nào. Và cũng không hề nắm cái tay em một chút nào. Em thích ngoại rồi. Em có cái bức ảnh đấy luôn, lúc mà bê em bé ra xong đặt lên trên ngực em này là mẹ em chụp. Thì nó đúng một cục thu lu, bác sĩ đặt lên trên ngực em này. Sao em thấy, ui sao nó nặng thế. Em mình có thể tả từ khác về con ngoài từ thu lu được không em? Một cục thu lu đen đỏ. Đen đỏ hả? Bởi vì nó rất đen. Mới sinh ra mà em. Chị có một cái cụm từ chị tự đặt cho các mẹ bầu á, trong cái thời điểm này chị gọi đó là gọi là sự đổ vỡ chuyển dạ. Đó là đó là cái việc mà chúng ta đã từng coi rất nhiều hình em bé thiên thần trong quá trình thai kỳ, nhưng mà lúc đẻ ra nó là cục thu lu. Kiểu như mình bị vụn vỡ, mình bị sụp đổ. Appetito Zero ăn ngon, 3 tác dụng từ tháo dược chuẩn quá cho bầu, dành cho trẻ biến ăn. Em nếu mà như vậy thì cái chuyện mà chăm con tháng đầu tiên nó có tình cảm dạt dào chắc là không rồi. Chưa. Em nhớ tháng đầu tiên là tháng khủng khiếp nhất cuộc đời em luôn. Tất cả mọi thứ em có trong cuộc sống của em mà khiến em vui thì bây giờ nó đều không còn. Ê khoan, lúc này đã kéo ông chồng vô công cuộc chăm con chưa hay vẫn đẩy ông ra khỏi phòng giống như phòng mổ, phòng sinh? Dạ, chồng em thì là phải đi công tác và chỉ có một mình em ở với con và ở chung với cả mẹ chồng thôi. Thì cái quãng thời gian đấy nó rất là tiêu cực đối với em. Em không được đi dạy này, không được làm việc mình thích nữa này. Cả ngày ở trong một cái bốn cái bức tường đấy, xong lại suốt ngày sữa bìm, hút sữa lại bìm, xong lại tã, xong lại bìm, xong lại tã. Cái thời gian đấy em rất là stress, mặc dù em nghĩ là em là người không bao giờ stress được. Vậy nhưng mà vẫn stress. Có stress thôi. Vâng. Sau đó thì khoảng 5 tháng thì bọn em chuyển ra ngoài ở riêng. Thì con lớn thì mình cũng học được cái cách sắp xếp cuộc sống cho nó phù hợp với việc chăm con thôi. Và khi em chăm con như vậy thì em cho em bé uống sữa của mình hay là sữa công thức? À em cho bú sữa mẹ nha, nhưng mà em hút sữa ra này, xong rồi em cho bú bình. Tại vì em tránh cái sự phụ thuộc của em bé vào mình. Em đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dài cho em rồi. Cô này cũng có cái tư tưởng rất là giống Lan. Ngày xưa lúc mà chị sanh cũng vậy, là trước đó cũng đã tính rồi là mình sẽ cho con mình bú sữa của mình, nhưng mà mình sẽ hút ra. Bởi vì tránh cái chuyện là nó bệnh hơi á, rồi sau này mình không đi làm được. Bởi vì đây toàn là những người phụ nữ ham công tiếc việc không à. Cho nên là vẫn uống được sữa mẹ nhưng uống bằng bình. Đúng. Với cả em bé cũng độc lập hơn. Đúng khi rồi. Nào mà nó thích thì nó tự cầm bình nó bú, mà đâu cần phải xong chờ mẹ dí vào đâu. Đúng rồi. Sức khỏe của em sau sinh á, em có phục hồi nhanh không? À sau sinh ôi dồi ôi, cái bụng em nó chảy ra mà da bụng của em nó nhăn, nó còn nâu nữa, tóc em thì rụng, đầu em thì hói. Tôi đề nghị nè, mai mốt bà tả nhân vật á,
đừng bao giờ cho bà Hana tả mà gọi là tả theo cái chiều hướng là người ấy đã có những cái khiếm khuyết hoặc những cái điểm gì trên cơ thể. Bà tả đi ghê, người ta có một mà bà tả xong rồi cái câu chuyện nó đầy đặn dễ sợ luôn á. Dạ, nhưng mà thật, tại vì trước đấy là em rất là yêu thích cơ thể của em nên là sau sinh là em một sự đả kích quá lớn với em mà ui rồi cái mông nó teo, cái lưng của em nó bẹt đi, cái ngực to xê, mặt của em thì nhau vì thức chăm con đó chị. Tóm lại là em cảm thấy rất là tồi tệ. Khoảng 3 ngày là em đã quay trở lại đi tập luôn rồi. Em cố gắng sắp xếp để quay trở lại đi ra khỏi nhà mỗi ngày 1-2 tiếng để con ở nhà. Sau đó thì em bắt đầu đi lại những cái từ nhẹ đến, từ thấp đến cao. Ví dụ như là em đi bộ này, sau đó dần dần chạy này, sau đó tập tạ này, tập bụng này, tập cơ sàn chậu này. Nói chung em quay trở lại rất nhanh bởi vì em không muốn bị tụt lại so với xã hội ấy. Không, còn nói chuyện với cô này cái mình cảm thấy là mình hơi xấu hổ cho cái tự nhiên chị cảm thấy là cái sự chiều chuộng bản thân của chị hơi quá đáng. mình viện đủ lý do hết mọi người ạ. Không, nhưng mà I love my body, tôi thương tôi. Em bé đầu lòng thì chắc chắn là sẽ không khỏi có những cái điều bỡ ngỡ. Rồi đến khi mà cái giai đoạn ăn dặm có bỡ ngỡ không? Gia đình em thì cũng bình thường. Em có bà nội giúp sức trông cháu thì em cho bé ăn dặm theo kiểu tự chủ huy, tức là mình tự lấy đồ rồi cho vào miệng, nhưng bà nội thì sẽ cho ăn cháo. Đấy, nhưng mà em cũng cân bằng thôi. Ví dụ hôm nào em cho ăn thì đây con ăn như này, hôm nào bà cho ăn thì con ăn như thế kia. Con em thì linh hoạt nhưng mà lười ăn, rất lười ăn. Và chính bởi vì em bé lười ăn mà lại hai kiểu như thế nên là nó không có kiểu nào nó ra hồn và hiệu quả hết. Thế nên cuối cùng thì em cũng quyết định là để cho ông bà cho bé ăn. Thì hôm nào mà ông bà cho bé ăn được, tuần nào mà bé được ở với ông bà thì bé trộm vía rất phúc pháp. Còn bé ở với em thì ông bà sẽ kêu là ôi dồi ôi, trông kìa lại tót teo, trông kìa lại tót teo. Vậy thôi, em chấp nhận điều đấy. Kệ con. Con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bé nhà em là 3 tuổi rưỡi gần 4 tuổi. 3 tuổi rưỡi gần 4 tuổi. Vậy thì trong suốt 3 năm mình chăm con, gần 4 năm mình chăm con như vậy, nó có một cái sự cố nào xảy ra không? Em nhớ có một hôm sự cố buồn cười nhất mà top tim nhất là em bé này bị lạc đó chị. Ôi trời ơi, em sợ lắm. Lúc đấy là có chồng em và em trông bé và một em bé của bạn em nữa. Đấy, thì vừa mới quay ra trông bé bạn xong thì quay ra không thấy con mình đâu nữa. Lúc đó là đang ở đâu? Đang ở cái sân khu vui chơi ở dưới chung cư. Thì cái chung cư nhà em nó là khu vui chơi ở trước mặt đường, đằng sau nó là cả cái chợ này, nó là nó không tách biệt nên nó rất là nguy hiểm. Đúng rồi, bọn em chạy lồng lên đi tìm khắp cả cái chợ luôn, cứ hỏi xem là có bé nào mà kiểu lóc chóc như này đang đi không, không ai tìm thấy cả. Là bọn em rất là sợ. Đến lúc mà em quay trở vào trong cái khu chung cư thì thấy bé đang đứng ở trước cửa thang máy, thì là hóa ra bé đi ngược quay trở lại vào trong đấy, mà may quá không đi ra ngoài đường. Bọn em rất là sợ luôn. Bao lâu cái cuộc tìm kiếm đó nó diễn ra bao lâu? Chắc nó chỉ khoảng 10 phút thôi nhưng mà bọn em sợ lắm. Em cảm nhận được, mặc dù em chưa trải qua chuyện đó, nhưng mà Lan cảm nhận được những chuyện đó trong cái sự tưởng tượng của mình. Bởi vì Lan luôn tưởng tượng là mình một ngày nào đó mình làm lạc mất con. Trong đầu em có thể tưởng tượng ra được 1001 kịch bản, cái kịch bản mà nguy hiểm đến con em chị ơi. Cho nên mà lần nào tưởng tượng xong là nước mắt em cũng rớt cái đó. Cho nên em cảm nhận được cái cảm giác, cái tâm lý của bạn này lúc đó. Đúng rồi. Sau vụ đó là em làm nó một cái dây chuyền có tên số điện thoại của mẹ đeo ở đây. Đeo luôn, không nói nhiều. Nhưng mà đúng là đó là những cái sự kiện để mình thay đổi hành vi, đúng không? Vâng. Cho nên là cái gì trải qua thì nó không có giá của nó hết á. Đều làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Bây giờ là chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần gọi là rất là thích thú đây. Đây là phần này không liên quan tới con nữa. Dạ. Mà liên quan tới vợ chồng. À. Một những cái người mà làm huấn luyện viên như thế này thì thường sức khỏe của họ sẽ rất là tốt và họ sẽ dẻo dai. Và những cái vấn đề chuyện vợ chồng thì có lẽ nó cũng khác lắm. Như vậy nên là đó, em hiểu rồi đó. Sau khi mà mình sanh xong thì dĩ nhiên là sức khỏe của người phụ nữ sau sanh nó sẽ ảnh hưởng đến những chuyện đó. Nhưng với gia đình của em thì nó có ảnh hưởng nhiều hay không? Em nhớ là sinh xong khoảng 1 tháng là em book lịch chồng rồi. Bây giờ chồng em bảo là thôi cứ từ từ em ạ. Nhưng mà em bảo không, em book tối nay, em không thể chờ đợi thêm nữa. Cái tâm lý của em lúc đấy là em không muốn bị bỏ lại đằng sau. Em không muốn mọi thứ nó dừng lại với em. Nên là mặc dù mình cũng chưa cảm thấy thực sự là muốn lắm về mặt thể xác, nhưng mà cái tâm lý này này, mọi thứ phải quay trở lại. Tôi muốn tối nay, ngay tại thời điểm này, trên cái giường này, anh chuẩn bị đi. Và lúc đấy thì em có cảm giác là khi mà sinh xong có phải là bác sĩ khâu thẩm mỹ lại cho mình không? Em có cảm giác bác sĩ khâu luôn cả cái tử cung của mình. Tại vì là nó rất là chặt, nó rất là khít. Các chị có thấy thế không? Có nghĩa là em cảm thấy đau. Nhớ nữa. Vấn đề là tôi sinh mổ. À, chị sinh mổ à? Vấn đề là cũng không sướng đâu em, nó sẽ cực kiểu khác. À, thế ạ.
Em cảm thấy sau khi mà sinh xong thì phụ nữ bao giờ bị giảm cái hormone tiết tố nữ, estrogen, thế là mình mới bị rụng tóc này, sạm da. Thì tương tự là mình cũng sẽ ít điện nước hơn, mình không còn dồi dào nữa, mình chỉ muốn thôi, nhưng mà thân xác của mình nó không muốn. Đúng. Vậy là bọn em cứ đều đặn để gầy dựng lại cái hoạt động của cơ thể. Vâng. Chị nghĩ là em nên chia sẻ những cái bí quyết nào đó để cho các chị em có thể bút lịch dễ dàng. Đúng rồi, có thể bút lịch dễ dàng và tâm lý của họ cũng thoải có mái thể bút lịch. Dạ. Em cũng hay quay những cái tập sex education ở trên YouTube ấy, có hướng dẫn các chị em phụ nữ không phải là cái kỹ năng làm tình mà là cái cách sự chuẩn bị, cái cách để chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi mà làm tình. Tại vì đối với em thì làm tình nó là tốt cho tâm lý của mình chứ không phải là để phục vụ hay là thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng. Đấy. Nên là em mới gọi là em bốc được chồng là như thế, chứ không phải là trả bài. Đôi khi em có chia sẻ là chúng ta không thể nào mà cả hai người cùng bị động được. Ví dụ bây giờ chị tưởng tượng là mình với chồng mình ăn nằm với nhau, đến đầu bạc răng long là hết sách mấy nghìn lần, cùng với một người trên cùng một cái giường đấy. Trời ơi, nếu là em thì thật em chán không thể tả được luôn. Vậy thì chúng mình phải, nếu như mà anh ý chủ động một vài lần thì mình cũng phải chủ động thậm chí là nhiều lần hơn. Tôi muốn nói thêm một tí sau cái chia sẻ của Hannah. Thực ra chúng ta khoan hãy viện dẫn những cái yếu tố thuộc về đạo đức ở đây. Hannah đang nói rất đúng về cơ chế tâm lý. Heo xét mấy nghìn lần với đúng một chủ thể tâm lý trên cùng một không gian. Bây giờ hỏi thiệt, quý vị ăn một món mà cho quý vị ăn trong một năm trên đúng cái bàn ăn đó thì nó nói tới chuyện ăn, tại vì đói bụng ăn đói hết á. Đúng. Chịu nổi không? Đúng. Thế thì câu chuyện ở đây nó sẽ là cái việc là chúng ta cần phải có những cái gọi là những cái sự sáng tạo trong đúng cái cuộc sống hôn nhân. Đúng. Chả phải phục vụ cho ai hết, phục vụ cho mình. Và sau đó sẽ là cái câu chuyện của chung, đó là giữ gìn hôn nhân của cả hai. Hay quá, hôm nay ngồi nghe được những cái, đây là cái câu chuyện mà lần đầu tiên được em được nghe. Sao? Đúng rồi, lên kế hoạch bút lịch trong vài năm tới. Ở đâu ra? Rồi bây giờ thì nãy giờ không có nghe nói về ông xã nhiều. Dạ. Như vậy thì bây giờ ông xã không có cái tật xấu gì không? Thế các chị có đoán được là tôi cảm thấy bắt đầu lo đó, cái gì mà xấu xấu mà cái Hannah tả là không thể nào chấp nhận được luôn. Nhưng mà các chị có biết là chồng em làm nghề gì không? Cho các chị đoán thử. Chưa biết nhà, chưa biết. Em nghĩ bạn này là làm về huấn luyện viên về thể hình, như vậy thì chắc ông xã đã làm về giống như là đi set up mấy cái chuỗi của các phòng tập. Em sai rồi. Em sai rồi. Có những đứa không bao giờ cùng nghề vẫn lấy nhau. Và đặc biệt ví dụ như chị nói với em nghe chồng chị làm nghề gì nè. Chồng chị là huấn luyện viên điền kinh đó. Ôi trời ơi. Em nhìn chị đi, nó liên quan gì hết á. Em xin lỗi chị. Em sai. Nhà em cũng giống như nhà chị. Ủa vậy hả? Em làm huấn luyện viên thì chồng em làm về nghề tài chính, lại còn làm trong lĩnh vực nhà nước nữa. Em có bắt chồng tập không? Không ai có thể bắt được người khác làm cả, chỉ là mình ảnh hưởng người ta thôi. Tức là ngày nào mình cũng làm cái đấy, xong mình ra giả về cái đấy, mình truyền cái năng lượng tích cực, thế là nó cũng biến chồng em thay đổi hoàn toàn cái thói quen sống. Tất nhiên là cái công việc của anh ấy thì không thể nào mà không nhậu được. Đúng. Hay là thậm chí anh còn rất thích nhậu, rất thích bạn bè, rất thích đi chơi, nhưng mà nhờ có em ở bên cạnh, em sống cuộc sống của em nha, ảnh hưởng lên anh ấy thôi. Đúng. Thì anh ấy tự có kiến thức về việc sức khỏe, xong rồi bây giờ anh sẽ là người mà hay đi ra giả các anh đồng nghiệp khác về việc là trưa nay ăn đừng có mà ăn nhiều cơm như vậy nhá, ui dồi cái đồ này mỡ quá, ăn nhiều rau lên đó, và cũng đi tập. Từ hồi mà yêu em thì anh ấy từ một người mà rất là gầy thì bây giờ anh ấy mặc áo sơ mi, chị có biết cái kiểu mặc áo mà nó nứt ngực không? Không đẹp lắm đâu nhưng mà cũng nứt một chút, nhưng mà được. Ông xã em có khi nào mà phụ em để chăm con, hoặc là thay tã cho con, hoặc là cho con bú giùm em, hoặc là vô bếp được không? Cái này là cái điểm mà em không hài lòng. Đó, gài gài gọi là ra hả? Gài là ra. Đúng đấy, chồng em thì không bao giờ giúp em rửa bát, nấu cơm. Và đặc biệt anh ấy còn bảo là anh ấy bị dị ứng với mùi phân của trẻ em. Mà lúc đầu em còn bảo là thôi anh vừa vừa phải, thế nào là dị ứng? Có. Bắt làm, anh ấy mở ra rồi, đau khổ. Ôi lúc đấy em bực mình lắm chị ơi. Em nghĩ là anh ấy công từ bột đấy chị. Nhưng mà không, anh ấy vậy thật. Mà anh còn cố để thay cho xong, anh chạy vào nhà vệ sinh em buồn lắm chị ạ, em bị tổn thương sâu sắc. Có giận không? Nói đùa một chút thế thôi. Sao mình cũng phải chấp nhận hả? Đúng rồi, em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Thì không ai có thể hoàn hảo được. Và nếu như mà em không thích rửa bát, anh cũng không thích rửa bát, thì anh sẽ phải tìm cách để gọi người giúp việc đến rửa bát. Miễn làm thế nào cái hòa khí gia đình nó thoải mái và công việc nó vẫn được hoàn thành. Nhưng cái quan trọng là anh có muốn giải quyết vấn đề là bát dơ, anh vẫn tìm cách để rửa, anh không bắt mình rửa là được rồi. Đúng rồi, vì chuyện bắt nhau, mình đấy, không bắt được anh ý thì anh không bắt được mình đúng không rồi, chị? Đó, không có bắt được gì hết á. Nhưng mà giờ tôi bắt cô nè. Ôi dạ. Nhắn gửi gì cho ai đó, nhắn gửi đi. Em muốn nhắn nhủ một số điều với cả các chị em phụ nữ. Đấy là em nghe rất nhiều chị em phụ nữ mà cảm thấy than phiền về cuộc sống hôn nhân của mình, là phải
chồng tôi thế này, con tôi thế kia, gia đình nhà chồng này tôi mệt mỏi lắm. Thì đối với em ấy, nếu mọi người mà cứ cam chịu và nhẫn nhịn thì mọi người mới cảm thấy mệt mỏi. Nên là tốt nhất là mọi người hãy làm thế nào miễn cho mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Cảm ơn lời nhắn nhủ của Hana đến các chị em phụ nữ, cũng như là cảm ơn cái câu chuyện của bạn. Cảm ơn về cái năng lượng tích cực của bạn ngày hôm nay, bạn đã đem đến phim trường cũng như là đem đến cho chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Em là cái gì Hồng? Nguyễn Thị Hồng. Ừ, ok. Hồng, mà nói to một xíu giùm chị ha. Nhỏ đang làm việc tại Hà Nội luôn. Thì nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào được không? Có được chị ạ. À vậy hả? Rồi ok, nếu mà được có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm để em sắp xếp em vào ha. Rồi ok. Hồng, trước giờ là em đã từng vào Sài Gòn làm gì chưa hay là chỉ ở Hà Nội thôi? Ừ. Hôm nay có đang đi làm hả? Chị thấy đang học cái gì hả hay sao? Không, đang đi làm nên chị sổ sách vậy. À, sổ sách à. Rồi ok, Hồng chia sẻ một xíu về bản thân em đi. Em là cô gái như thế nào, tính cách rồi điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Em thì cũng hay nói lắm chị. Hay nói nhưng mà cũng hơi nóng tính á. Gì nữa nhỉ? Cũng hay cười. còn điểm yếu á, điểm yếu thì em chỉ nóng tính thôi. Chị nhìn nhẹ nhàng vậy mà nóng tính là nóng nhất của em làm gì? Đó, có nghĩa là thật sự như là em hay làm cái gì em cũng hay có kế hoạch trước á. Và theo kế hoạch á, thì em cũng nhìn chung là trong lòng em không toàn, em biết là trong lòng em không thoải mái thôi. Nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà nhìn chung trong lòng sẽ không thoải mái. Nhìn chung em cũng nóng như tắt cái gì. Em trước giờ đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Thế thì kể chị nghe, hai mối tình đó yêu bao lâu, sao lại chia tay? Lâu nhất thì là mối tình thứ nhất, cũng phải được yêu cũng phải gần 3 năm chị. Tại vì bạn ấy kém tuổi ạ, cho nên là không phải cái vấn đề mà nó có sự chênh lệch á. Với lại đợt đấy còn đang sinh viên đó chị. Còn là mối tình thứ hai thì ngắn thôi, vào khoảng 6 tháng, 6 đến 8 tháng ấy. Trước đây thì cảm thấy, nhìn chung là em bước vào mối quan hệ thứ hai mà cũng hơi nhanh, có người giới thiệu ấy, chưa tìm hiểu kỹ được nhau ấy. Thì sau thì trong quá trình tìm hiểu thì có những thứ nó không phù hợp, cho nên là bên mình đã quyết định. Nhưng mà những cái điểm không phù hợp cụ thể là gì? Để ví dụ mình tìm tới cái người tiếp theo thì sẽ tránh những cái điểm đó ra. Ra thì cái lúc mà em yêu gần nhất thì nó cũng cách cách đi tổng khoảng 2-3 năm rồi đấy. Tại vì em cũng khá là trẻ con đấy chị. Thì em chưa tiến tới kết hôn. Nhưng mà gia đình của anh ấy thì đã thành tới kết hôn luôn. Với lại nhìn chung là em thích một con trai mà nó có cái sự yên tĩnh. Rồi ok, thế thì em chia sẻ về cái hình mẫu em mong muốn đi, những cái tiêu chí nào quan trọng nhất đối với em á. Về tính cách thì khiêm tốn, nhã. Nhìn chung em nói nhiều rồi nên là nếu mà trầm tính được thì tốt chị ạ. Em mà nói nhiều hả? Nãy giờ chị thấy cũng đâu nói nhiều lắm đâu. Thường em nói nhiều vậy gì? Em hay nói tào lao chị. Lần em cũng hay nói nhiều, nhưng mà từ lần thứ hai bắt đầu em mới tào lại, nói chung chờ với miệng. Tự nhiên là phải chịu được cái tính đó của em đúng không? Phải ít nói hơn, trầm tĩnh hơn. Không, ý là không phải là phải cái này cái kia, nhưng mà nếu mà một người con trai trầm tĩnh hơn thì sẽ thông báo hơn. Rồi tiếp theo em về tuổi tác nè, công việc vùng miền như thế nào? Tuổi thì bằng hoặc trên tuổi em chị ạ. 28 năm thì trở lên là công việc thì ổn định một chút, và về phần các chi phí thì em không muốn học thêm nữa. Về vùng miền ở đâu thì được em? Miền Bắc đấy chị. Tại vì trong học việc quê ở Nam Định thì ở miền Bắc thì sẽ có nhiều cái thời gian, em nghĩ là nó sẽ thuận lợi hơn cho cái việc tìm việc sau này nếu có cơ hội. Nhưng mà ví
dù ở ngoài đấy cái môi trường em tiếp xúc với các bạn trai ngoài Bắc cũng nhiều, không có ai phù hợp với em hay như thế nào trong công ty, trong các mối quan hệ bên ngoài? Thì em trước đó em cũng hơi đỉnh cao cái chuyện cái độc thân một chút đấy chị, nhưng mà năm nay em lại quay xe nên lấy chồng rồi ạ. Sao lại có cái quyết định quay xe đó? Vâng, em bị gia đình cũng thúc ép nhiều, đến công ty cũng được đồng nghiệp rồi các sếp nói nhiều cái em bị quay xe á chị. Ừ, rồi bây giờ nếu mà có người phù hợp là sẽ quyết định lấy chồng luôn, đúng không, đúng chưa? Ừ. Rồi, ok. Rồi nói chung là chỉ là hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp thì sẽ có một biên tập trao đổi thêm với em. Và có người phù hợp thì chương trình sẽ báo để mình sắp xếp mình vào thành phố Hồ Chí Minh mình ghi hình. Dạ, dạ. Ừ. Rồi, ở đây thì chỉ có ban biên tập và sản xuất của chương trình thôi, nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình ha, để cho mọi người hiểu hơn với lại cách chia sẻ của em như thế nào. Thì bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi, họ, tên, tuổi và công việc quê quán của mình ha. Dạ, yeah. Ở tên em tên là Lê Ngọc Vui, hiện tại là em năm 1992, quê quán của em là huyện Hòa Bình, Bạc Liêu. Hiện tại thì em lai về mặt hàng quần áo, thể thao và mỹ phẩm. Ừ. Này em đang kinh doanh ở trên Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi, em kinh doanh trên Sài Gòn. Em lên đây bao lâu rồi? Em lên đây được khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi. Ok, rồi bản thân em thì em khoảng thấy là mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu hay là có những cái năng khiếu sở trường nào không? Điểm mạnh của em, điểm mạnh của em là về... Em cũng biết điểm mạnh của mình là thì kinh doanh nè, tự kinh doanh, tự bán được thì là mình cũng có năng khiếu về mảng gọi là làm kinh tế, kinh doanh, kiếm tiền, đúng không? Dạ. Yeah. Thì đấy cũng là điểm mạnh của mình mà. Trong này thì chị thấy ghi là thích đàn hát, hội họa này, rồi thích đi xem phim đêm này, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ hát một đoạn này. Tại vì chị không cảm giác em nha, thì do em ở những cái phòng phòng trọ đó, cho nên âm thanh á nó sẽ không tốt, với lại nhiều người xung quanh, cho nên em hơi ngại xíu. Không sao đâu, hát đoạn ngắn thôi rồi để biết là mình gọi là mình đã thể hiện ra cái thông tin của mình là mình thích hát rồi, và mình cũng thể hiện cái tài lẻ ra cho mọi người xem như thế nào rồi. Nói đồng hồ em cũng không biết em hát bài gì đây. Bài nào hay đi vừa đi tắm vừa đi hát, hay hát yêu nhau trên đường. Chơi hôm qua bước tài được không chị? Chơi hôm qua bước tài được không? Rồi cho nợ ha. Rồi thích hội họa là vẽ thôi đó hả? Dạ. Em thích đi vẽ đồ vẽ tranh đồ này kia chị. Ừ. Rồi trong này chị thấy kia là thích đi xem phim đêm với bạn bè, thì cái thể loại phim mình thích là về phim ma, phim kinh dị hay là phim gì mà đi xem buổi đêm? Nói chung là phim gì mà đang hot là em xem. Ừ. Em không có. Nói chung là xem phim theo phong trào. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đi buổi đêm, tại ban ngày bận rộn quá hay sao? Dạ đúng rồi, ban ngày thì em thường là em sẽ không thích đi chơi ban ngày. Em chỉ thích đi chơi ban đêm. Tại vì em rất là sợ nắng. Dạ. Em là kinh doanh online đúng không? Là kiểu như là chỉ có bán trên online thôi, đặt hàng là ship đi thôi chứ không có
người thấy không có sharp, không có cái ốp gì hết đúng không? À dạ đúng rồi chị. Ừ. Cái thu nhập của mình thì sao? Ổn định không? Dạ thu nhập của thì như chị cũng biết là nó kinh doanh thì nó sẽ có rất là cái khó. Nhưng mà thường thì sẽ dao động từ khoảng 20 đến 25. Ừ. Ủa cà phê mà bán online thì sao? Không, cà phê đó là em bán vào buổi sáng và buổi sáng sớm chị. Là bán có cái xe nhỏ nhỏ xong rồi mình bán dạ, hả? Dạ đúng rồi. Bán dạ, cho mọi người mang đi hả? Dạ đúng rồi. Tại lúc trước em có mở một cái em có mở hai quán cà phê. Nhưng mà do em mở ở Long An á, là do cái tình hình mà dịch rồi đó, cho nên là em đóng. Ừ, ok rồi. Em có điểm yếu gì không? Chị thấy trong ngày ghi thì nóng tính với cầu toàn thì cụ thể hơn là sao? Dạ, có nghĩa là em không có nóng tính, có nghĩa là em rất là nóng tính, kiểu khi mà cái gì không vừa lòng mình á là mình sẽ thể hiện ra cái sự nóng nảy của mình nhiều. Nhưng mà bây giờ em cũng đã kiềm chế được bản thân của mình được một ít rồi. Ừ. Còn về cầu toàn thì ví dụ như em mở quán cà phê hay là em làm những cái công việc buôn bán thì em sẽ không tin tưởng một bất kỳ ai mà em giao phó để làm một công việc đó mà em tin tưởng hoàn toàn hết, phải tự tay em làm hoặc là này kia thì em mới yên tâm được. Ừ, ok. Rồi về tình trường của em thì sao ha, vui? Dạ, em thì cũng hai mối tình. Ừ, hai mối tình của em thì như thế nào? Còn mối tình thứ nhất, mối tình đầu của em thì thời sinh viên cũng khoảng được 3 năm. Và sau đó thì em ra trường thì khoảng năm 2019 em có tiếp tục quen thì cũng khoảng được 3 năm. Đến năm 2022 thì em kết thúc. Thì tới bây giờ cũng có những kết thúc lật bạc nhưng mà không có kết thúc. Ý là lý do mình cũng kéo dài tới 3 năm thì tại sao lại chia tay? Em nghĩ là chắc là do trong tình cảm thì ban đầu nó có phù hợp rồi kia đấy, nhưng mà sau này thì không phù hợp nữa là mình bị cấm sừng, sau đó em không tin tưởng vào cái sự tình cảm nữa, cho nên là em cũng chia tay ở hai năm nay thì em cũng không có tưởng là bị cấm sừng đúng không? Nên là bị mất cảm giác tin tưởng vào tình yêu. Dạ. Hai năm nay là không quen ai hết. Ok. Cái động lực nào để em tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò? Ai xuống em đi? Như là em tự em đi. Tại vì em muốn cho cái người của mình á sẽ mở lòng ra. Ok. Rồi bây giờ mẫu người của em mong muốn là như thế nào? Em không muốn mẫu người lý tưởng gì hết á chị. Chỉ là em cảm thấy một người đó phù hợp. Với lại biết chuyện, em quan trọng là người đó biết chuyện, biết điều. Ừ, mà được. Dạ. Nhưng mà phải miêu tả cụ thể hơn xíu thì bọn chị có thể là bọn chị cái cảm quan ban đầu bọn chị gặp á, gặp đối phương thì bọn chị mới biết rằng là cái người này là có thể phù hợp với cô bé vui này nè. Thì bọn chị cần phải có cái cảm quan ban đầu. Thì về ngoại hình, về tuổi tác thì sao? Dạ, nói chung là ngoại hình và tuổi tác thì tuổi tác phải lớn hơn em. Ừ. Nếu tầm 3 đến 4 tuổi trở lên. Ừ. Dạ. Còn về tính tình người đó thì em nghĩ là biết cách đối xử xử thế, biết cách quan tâm. Bạn trai mà gia đình rồi được không? Nhưng là gia đình nhưng mà đừng có em bé, đừng có con. Ừ. Nhưng mà ví dụ như bạn trai chẳng hạn như là muốn em về làm dâu thì bây giờ em về được không? Em rất là thích làm dâu đó chị.
mà về ngược lại quê đó, chẳng hạn như miền Tây rồi về quê luôn đó, thì em chấp nhận không? Em chấp nhận bình thường ấy chị, tại vì công việc này nó không có kiểu, nó không có phụ thuộc vào vị trí địa lý. Tức là ok, chuyện mà người ta đã từng đổ vỡ, miễn làm sao chưa có em bé, em chấp nhận làm dâu, em về phụng dưỡng ba mẹ với người ta luôn. Mà gặp người ta ví dụ như là người ta hơi kiểu thể hiện ra là một cái người hơi khó tính, hơi gia chủ một xíu thì em thấy làm sao? Khó tính, nếu như mà thể hiện của gia chủ thì khó tính, tại vì em nghĩ là nếu như mà thật sự cái lúc ban đầu á, người ta biểu hiện ra thì mình cũng không có đón được đâu chị. Giống như em nè, nếu như hiện tại mà em nói với chị cái gì cũng được hết, nhưng mà thật ra khi mà đời sống hàng ngày á thì em cũng sẽ có một những cái lối sống khác, có lúc tâm trạng của mình khác, cho nên với lại khi mà mình gặp một cái đối tượng nào đó mà mình muốn chở cho em, muốn bao bọc rồi một kia là mình sẽ khác liền. Tức là mình sẽ tùy cơ ứng biến, gặp phải đối tượng đối phương của mình như thế nào, thời điểm nào thì mình sẽ có cái cách ứng xử vào thời điểm đó, đúng không? Đúng. Nói chung là chị chỉ cần là tôn trọng, biết tôn trọng đối phương thôi chị, biết tôn trọng đối phương, đừng có quá thể hiện chị. Ở trên học đại học này em học ở trường nào vậy Vui? Em học ở trường đại học ở Lý Lưới chị. Ở trước đây là khi ra trường thì em cũng làm ở dưới đó, xong rồi em miền Tây thì em mới lên Sài Gòn mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng tầm 2019, khoảng năm 2019 em mới lên Sài Gòn. Rồi, ok. Rồi lên Sài Gòn xong mới quen cái mối tình thứ hai này đây, đúng không? Dạ đúng. Ok rồi, cảm ơn Vui ha. Thì hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì là chương trình sẽ liên hệ nếu có người phù hợp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị bài hát trước đi ha. Ai bảo Khai ra đây làm chi, xong rồi giờ tôi đi vô đây nè. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, ok, cảm ơn Vui nhiều ha. Dạ, em cảm ơn chị, em chào chị. Chào em. Em có thể thoát được khỏi đó Vui. Dạ, bộ phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc.